Chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Thưa ông, hiện nay chúng ta đã có nhiều sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 5 sao, vậy thì chúng ta phải làm gì để duy trì và nâng cấp những cái sản phẩm này ạ? Hiện nay là cơ chế chính sách đã được chính phủ ban hành, các cái chủ thể đã được đã có sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn 3 sao hoặc là 4 sao hoặc là 5 sao, thì đối với cơ sở 3 sao thì trong cơ chế chính sách là được hỗ trợ để nâng cấp sản phẩm sao từ 3 sao lên 4 sao, hoặc là từ 3 sao đến từ 4 sao lên 5 sao, để hỗ trợ về trang thiết bị, máy móc thiết bị, rồi hỗ trợ về bao bì sản phẩm, nói chung hỗ trợ về nhiều lĩnh, nhiều cái hạng mục để làm sao mà chủ thể có thể là nâng cấp cái sản phẩm mình lên. Rồi đối với các cái doanh nghiệp hoặc là tất các tổ chức mà chưa có sản phẩm nhưng mà chưa đăng ký mà thực hiện theo chương trình OCOP thì sẽ được hỗ trợ về các cái hồ sơ thủ tục ở các địa phương, cũng như hỗ trợ để mà được chứng nhận theo các cái đạt các cái tiêu chuẩn. Thì hiện nay ngoài các cái kênh tiêu thụ thông qua các cái ký kết hợp đồng, các cái kênh truyền thống hoặc các cửa hàng, các cái điểm du lịch, thì hiện nay là có một cái kênh là thương mại điện tử. Thì hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một cái trang thông tin về nông sản là nông sản Đà Lạt Lâm Đồng.vn. Thì trên đây là 100% cái sản phẩm OCOP được chứng nhận đã được đưa lên cái trang thông tin này. Thưa ông, riêng về cơ chế kinh phí thì chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ nào ạ? Đối với hiện nay là cái nguồn kinh phí chủ yếu là nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì thực hiện theo nghị định số 38 của chính phủ. Thứ hai nữa là thông tư 55 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về cơ chế chính sách, và đối với tỉnh Lâm Đồng thì có nghị quyết số 207 về cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP. Thì các tổ chức cá nhân có thể là nếu mà chưa rõ thì tham khảo các cái văn bản này để nghiên cứu để được, và trong các văn bản này cũng đã được phổ biến đến các địa phương để có thể là tham khảo và đề xuất một cách nó phù hợp theo cái nhu cầu của từng cái chủ thể. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Xin cảm ơn.